Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Trung Quốc trong một trận cầu mà nền bóng đá xứ tỷ dân rất mong đợi. Bởi sau những kết quả kém cỏi của đội tuyển Trung Quốc trước một đối thủ trung bình hoặc yếu hơn, người hâm mộ nước này rất cần một chiến thắng ấn tượng. Và có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn nếu họ thắng Việt Nam. Cái tên nhiều năm qua vẫn được mang ra làm gương để chỉ ra sự tương phản giữa bóng đá hai nước. Với Việt Nam là hình mẫu của một đội tuyển đi lên, còn Trung Quốc là một kẻ sa sút. Truyền thông Trung Quốc đã dùng từ đòi nợ để gây áp lực với đội tuyển nước nhà. Có lẽ tất cả vẫn còn nhớ đến trận thua 1-3 tại Mỹ Đình hồi đầu năm ngoái. Để giúp đội nhà giành chiến thắng, tờ Sohu đã phân tích những điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tờ này viết, đội tuyển Việt Nam toàn thắng 3 trận gần nhất, không nhận bàn thua nào. Trong số những cầu thủ nguy hiểm nhất của họ, có tiền đạo Tuấn Hải. Anh đã ghi 2 bàn cho Việt Nam trong 3 trận giao hữu gần đây. Chắc chắn hàng thủ Trung Quốc phải để ý đến cầu thủ này. Các cầu thủ Việt Nam vận hành dựa trên sự ăn ý, gắn kết với nhau. Họ là những cầu thủ đầy kỹ thuật, nhanh nhẹn và linh hoạt. Họ có thể thoát khỏi sức ép và cũng có thể tạo ra khoảng trống một cách khó lường. Đây là điều mà các cầu thủ Trung Quốc còn thiếu. Họ có thể hình, nhưng dường như khâu xử lý bóng thiếu mềm mại. Chơi bóng ngắn không phải là điểm mạnh của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng những phương pháp ngắn gọn và trực diện hơn. Lối chơi này đã phát huy rất hiệu quả trước các đội bóng Đông Nam Á trong quá khứ. Và nay Trung Quốc cần thể hiện được điều này. Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc khuyên đội nhà sử dụng bóng bổng để đối phó với đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tối nay. Trang tin Sohu đăng bài phân tích chiến thuật và đưa ra những nhận định về trận đấu này. Tác giả đưa ra những tư vấn cho đội tuyển và huấn luyện viên Alexander Jankovic dựa trên chính trận thua của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022. Theo bài viết này, đội tuyển Trung Quốc nên tận dụng ưu thế về thể chất để lấn át các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật khéo léo. Tác giả trên Sohu phân tích, trước hết đội tuyển Việt Nam có kỹ thuật xử lý bóng bằng chân điêu luyện và lối chơi nhanh nhẹn. Đội tuyển Trung Quốc rõ ràng không bằng các cầu thủ Việt Nam về kỹ thuật. Tốt nhất là họ không nên đối đầu trực diện với đối thủ về mặt này, mà phải cố gắng tận dụng bóng bổng, bóng dài. Đội tuyển Trung Quốc cũng từng thắng đội tuyển Việt Nam một trận ở vòng loại World Cup 2022. Khi đó, đội bóng của đất nước tỷ dân không áp đảo, nhưng họ vẫn ghi 3 bàn thắng theo kịch bản đơn giản, nhờ ưu thế trong những tình huống bóng bổng. Theo cây viết của Sohu, huấn luyện viên Jankovic có thể sử dụng phương pháp tương tự. Trang Sohu nhận định, lợi thế quan trọng nhất của đội tuyển Trung Quốc là chiều cao vượt trội, đặc biệt là Tan Long và Xie Weijun ở tuyến trên. Một người cao 1m85 và người còn lại cao 1m90. Họ sẽ rất mạnh mẽ trước hàng thủ thấp bé của đội tuyển Việt Nam. Kiểm soát được những pha bóng bổng, tận dụng chiều cao làm điểm tựa tấn công ở tuyến trên để liên tục tung ra những đường bóng bổng, chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng hơn. So với trận đấu gần nhất giữa hai đội vào tháng 2 năm 2022, đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều có những thay đổi lớn về lực lượng cũng như ở vị trí huấn luyện viên. Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn xây dựng đội hình mới, áp dụng chiến thuật mới dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzer. Nhà cầm quân người Pháp không có lực lượng mạnh nhất trong đợt tập trung này, khi Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, hai cầu thủ có chiều cao tốt ở hàng thủ và hỗ trợ tấn công tốt đều chấn thương. Ngoài ra, huấn luyện viên Chuzer cũng giành loạt 3 trận đấu với các đối thủ mạnh để trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Nhận định về trận đấu này, bình luận viên Quang Huy đánh giá, việc tuyển Việt Nam lần đầu thắng Trung Quốc trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 ở sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 có ý nghĩa rất quan trọng. Các cầu thủ Việt Nam bây giờ cứ gặp Trung Quốc là rất tự tin. Dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzer, tuyển Việt Nam thắng 3 trận trước Hồng Kông Trung Quốc, Syria và Palestine, không để thủng lưới bàn nào. Trong đợt tập trung này, chiến lược gia người Pháp không gọi nhiều gương mặt quen thuộc, đồng thời vừa loại Hồ Tấn Tài, cầu thủ ghi bàn vào lưới tuyển Trung Quốc hồi đầu năm 2022. Bình luận viên Quang Huy nói, ông Chuzer có cái lý của mình khi quyết định chuyện nhân sự. Có thể những cầu thủ có năng lực tốt, không phải thử nữa. Ông Chuzer muốn thử tối đa cầu thủ trẻ, có sự đánh giá kỹ ở 3 trận đấu sắp tới. Bình luận viên Quang Huy phân tích, tôi nghĩ huấn luyện viên Chuzer vẫn sử dụng bộ khung cơ bản của tuyển Việt Nam khi gặp Trung Quốc, nhưng có sự xuất hiện của một vài gương mặt trẻ như Văn Cường hay Minh Trọng. Việc thử nghiệm cũng khiến tuyển Việt Nam khó có thể chơi tốt nhất. Đánh giá về tuyển Trung Quốc, bình luận viên Quang Huy nói,
Không như tuyển Việt Nam, Trung Quốc có kết quả giao hữu gây thất vọng thời gian gần đây. Về lực lượng, đội bóng này vừa bổ sung một số cầu thủ tham dự ASEAN 19. Người Trung Quốc chưa quên trận thua ở Mỹ Đình. Bản thân chiếc ghế của huấn luyện viên Jankovic cũng dễ lung lay. Bình luận viên Quang Huy chốt lại. Chúng ta có những khó khăn tại Đại Liên, nhưng các cầu thủ có sự quyết tâm nhất định và cũng có những quân bài tạo nên bất ngờ cho đối phương. Đặc biệt trong đội hình tuyển Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp. Tôi dự đoán trận đấu có tỷ số hòa 2-2. Cuộc chiến vì danh dự. Cuộc tái đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam vào lúc 18:35 ngày 10 tháng 10 trên sân Đại Liên của Trung Quốc nằm trong khuôn khổ một trận giao hữu quốc tế. Nhưng sự chờ đợi và hồi hộp của khán giả có lẽ là không kém so với những lần đôi bên gặp nhau ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cuộc tái ngộ của Guley và hàng thủ Việt Nam. Ở lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cách đây 2 năm, sự tỏa sáng của Guley đã giúp đội Trung Quốc vượt qua thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với tỷ số 3-2. Cú đúp bàn thắng của Guley đã khiến rất nhiều cổ động viên Việt Nam hụt hẫng, bởi đó là trận hiếm hoi tại đấu trường quốc tế khốc liệt mà đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt và có thế trận cân bằng với đối thủ. Thậm chí có những thời điểm chúng ta còn kiểm soát bóng tốt hơn và có những cơ hội rõ ràng để vươn lên dẫn trước. Với những tình huống di chuyển khôn khéo, khả năng chọn vị trí và kỹ năng dứt điểm của một sát thủ từng ghi bàn vào lưới Barcelona và La Liga, Guley đã trừng phạt hàng thủ Việt Nam bằng những bàn thắng đẳng cấp. Đó cũng là một trận đấu không thể nào quên với trung vệ trẻ Thanh Bình. Được thầy Park đưa vào sân thay thế cho Bùi Tiến Dũng, Bình được giao trọng trách theo kèm Guley. Nhưng kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh non nớt đã khiến trung vệ sinh năm 2000 mắc lỗi. Hai tình huống Bình chỉ tập trung quan sát bóng mà bỏ quên đối thủ để Guley chạy vượt mặt và ghi bàn. Bây giờ Guley đã không còn thi đấu ở La Liga. Thanh Bình cũng đã đánh bại mặc cảm để trở thành một trong những trung vệ hàng đầu Việt Nam với khả năng chuyên môn vượt trội và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Và đến thời điểm hiện tại, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không chỉ có Bình mà còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ngọc Hải, Duy Mạnh và sức trẻ, tốc độ, sự bật vọt của những ngôi sao trẻ như Tuấn Tài, Việt Anh. Đó sẽ là rào cản thực sự đối với Guley nếu ngôi sao Trung Quốc muốn lập công và mang chiến thắng về cho đội chủ nhà. Tiến Linh và Duyên ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Cách đây 4 năm, Tiến Linh đã ghi cú đúp vào lưới đội tuyển U22 Trung Quốc trong trận giao hữu quốc tế ngay tại Trung Quốc. Đó gần như là chiến thắng quan trọng đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ với bóng đá Trung Quốc. Đó cũng là dấu mốc cho thấy chúng ta không còn sợ đối thủ. Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến bộ, còn đội Trung Quốc lại đang có những dấu hiệu sa sút. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thêm một lần nữa Tiến Linh gieo sầu cho đối thủ khi ghi bàn trong cả hai trận đấu lượt đi và lượt về. Đó không chỉ là những bàn thắng cực kỳ quan trọng để chúng ta có được kết quả tốt trước đối thủ, mà còn là những pha dứt điểm đẹp mắt với kỹ năng dứt điểm hoàn hảo. Đây là khoảng thời gian thăng hoa của chân sút hàng đầu đội tuyển Việt Nam khi anh ghi tới 8 bàn tại vòng loại World Cup 2022 và cũng đã góp công lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam những năm qua. Thời điểm hiện tại, Tiến Linh chưa có được phong độ tốt nhất. Anh thi đấu khá mờ nhạt tại V-League và thậm chí còn chưa được ra sân dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzer. Nhưng ở cấp độ nào đi chăng nữa, các huấn luyện viên ở câu lạc bộ như Lê Huỳnh Đức hay ở trên tuyển như thầy Chu Dư và trợ lý Việt Thắng đều đánh giá cao phẩm chất và kỹ năng của Tiến Linh. Họ muốn Linh nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, cả những ưu thế và những nhược điểm, tìm ra nguyên nhân cốt lõi khiến tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương bị chững lại trong khoảng hơn một năm trở lại đây. Trận đấu với đội chủ nhà Trung Quốc vào hôm nay không chỉ là cơ hội để Thanh Bình đứng dậy sau cú vấp trước Guley vào 2 năm trước, không chỉ là cơ hội để Tiến Linh tìm lại hình ảnh của chính mình sau những sa sút, mà trận đấu còn là màn so tài thực sự về mặt danh dự và thương hiệu của hai nền bóng đá. Người ta hay nói một trận đấu thì chưa nói lên nhiều điều, nhưng với cuộc đối đầu giữa đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam thì rất có thể mọi thứ sẽ khác, bởi đó là một trận chiến vì danh dự.